chào với cô chú anh chị. Thì cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của cô chú anh chị ở những clip trước ạ. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên một số mặt hàng để cho cô chú anh chị mình tiếp tục mình lựa nữa nha. Thì hôm nay em có về là mỹ cam và gỡ nhung lá bóng ạ, cùng với một số cây giống vàng sọc. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ ạ. Và bây giờ thì để không mất thời gian thì em xin vô cây số 1. Cây số 1 là một cây mỹ cam. Mỹ cam là mỹ cam đậm đỏ à cô chú ơi. Và cây này là nó hôm nụ ha, quá trời luôn ha quý cô chú. Đây ạ. Cái này mình về là mình trưng chơi Tết luôn nha quý cô chú. Rất là đẹp. Em xin phép cho thông số ạ. À. Cao là 82. Sáng ngang là 75. Thoát thân là 30. Rồi hoành là 7 ạ. Rồi cây mỹ cam số 1 em xin vô luôn với giá là 500 ạ. Và tiếp theo là cây mỹ cam mã số 2 ạ. Mấy cây này là nó ra, đang ra bông hay của chú chị mình về mình chia tết luôn ha. Đây ạ. Mỹ cam nè. Màu rất là đẹp nha. Bông rất là to luôn. Rồi xin phép ra thông số nè. Cao là 80. Ngang là 77. Thoát thân là 31. Là 7. Rồi cái mã số 2 em cũng vô luôn với giá là 500k luôn ạ. Tiếp theo là cây mã số 3. Nhiều nha quý cô chú anh chị nè. Cây nào nó cũng chuẩn bị ra bông nha. Nó ra bông đợt này xong quý cô chú anh chị mình ngắt cái cuốn rồi mình để chơi Tết luôn. Nó ra bông đúng dịp Tết. Cao là 84.
kêu là cây mã số 5 ạ. Cây mã số 5 cũng là một cây mỹ cam luôn. Và cái này đặc biệt là nó có một cái cục bú ở đây nha, rất là đẹp. Nhìn nó ngộ. Rồi cái mã số 5 giao lưu với giá là 500k nha. Nó có một cái cục bú ở đây nha. Rồi tiếp theo là cây mã số 6 ạ. Cây số 6 cũng là một cây mỹ cam. Ngang là 74. Này thấp hơn hơi thấp. Thấp hơn 20. Hoành là 6. Rồi cây mã số 6 giao lưu giá là 500 à. Rồi tiếp theo là cây số mã số 7 ạ. Cây số 7 là một cây vàng sập với hồng sập nha quý cô chú. Đây ạ, mặt bông đây ạ. Nó có sập ha. Cái này thì khi mà nó nở hết cái bông ra thì cái tia này nó đậm lên nữa nha quý cô chú. Đây ạ, cái sọc nó đây nha. Rất là đẹp ạ. Sọc này sọc đời đầu rất là đẹp nha. Rồi. Cây mã số 7. Em xin đo thông số. Cao là 25. Rồi cái hoành đó thì chắc cỡ chiếc đầu đũa ăn của mình nha quý cô chú. Cỡ cái đầu đũa ăn á. Rồi cái mặt bông nha, mặt bông rất là đẹp nha. Sọc hết trơn luôn nha. Cái này nó nở hết rồi, nó tia tia. Rồi cây sọc mã số 7 em giao lưu với giá là 1.300.000 à, bao ship còn rất à. Cây hồng sọc rồi đầu. Tiếp theo là một cây vàng sọc Bến Tre quý cô chú ơi. Cái này nó lên được hai tuột nha. Hai cái tuột này quý cô chú anh chị mình cắt vào làm mơ ok lắm luôn nha. Đây ạ, à, cái mặt bông ở đây nha. Em cho quý cô chú chị mình coi mặt bông luôn nè. Vàng sọc Bến Tre. Khi mà nó nở hết thì cái sọc nó nhìn mới rõ. Cái này em bao mặt bông cho mình luôn nha. Rồi cây mã số, cái mã số 8 vàng sọc Bến Tre em giao lưu với giá là 1.300.000 luôn nha. Em cho thông số à. Cao là 12. Rồi cái hoành đó là chắc cỡ cái đầu đũa ăn của mình á. Lên được 2 tuần. Quý cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha, khi mà mình cắt cái này đi, mình cắt này đi thì nó vẫn lên rất là nhanh. Này em có thể em tặng thêm cái thuốc cái phân cho quý cô chú anh chị mình về mình kích cho nó nhanh nha, cho cây phát triển tốt luôn ạ. À. Số 9. Mã số 9 là một cặp vàng son Cần Thơ ạ. À. Vàng son Cần Thơ nha quý cô chú anh chị. Đây, cái bông nó đây nè. Tại vì nắng quá rồi mấy con gà nó mổ quá cho nên là bông nó không được đẹp nha, nhưng mà cái này là chuẩn là sao Cần Thơ nha quý cô chú. Em có mặt bông sẵn cho mình coi luôn nha.
16. Cây số 2 cao là 12. Rồi được 3 mức lá nha, còn cái này thì được 4 5 mức lá nè. 6 mức lá nè. Rồi cặp vàng son Cần Thơ mã số 9. Em giao lưu với giá là 550k ha. Và cặp vàng son mã số 10. Cao là 9 ạ. Này cao cũng 9 luôn bằng nhau ha. Cặp vàng son mã số 10. Em giao lưu với giá là 500k. Rồi cặp vàng son mã số 10 em giao lưu với giá là 500k nha. Rồi tiếp theo là cây mã số 10 là một cây đỏ nhung lá bóng ạ. Rồi bây giờ không thấy được đâu ạ. Rồi đây là một cây đỏ nhung lá bóng ạ. Cái cây này thì em nẹp demo thử cho các bạn chú anh chị mình xem ha. Cái cây này mình nẹp nó rất là thẳng ạ. Nẹp demo thử thôi. Rồi em xin phép đổi thông số nha. Cao là 150 à. Tán ngang là 120. Thân là 75. Rồi hoành ở ngay vị trí này là 12,5 à. Rồi đặc biệt cây này là có một cái củ như là củ sứ luôn ha quý cô chú anh chị đây ạ. Bộ củ nó là ha. Cái này là em lựa từng cây luôn ha. Đây, củ nó nè. Nó như là củ sứ luôn ạ. Quặm quặm. Rồi em đo thử bộ đế dầm củ củ của nó là 35. Quá trời một củ đế đặc luôn nha quý cô chú anh chị. Kẹp cái củ đế này nè, nó đang đâm chồi lên nữa nè. Không chống một mặt nào luôn nha. Rồi cây mã số 10 em giao luôn với giá là 1,7 triệu à. Bao suýt còn bút. Tiếp theo là cây đỏ nhung mã số 2 à. Rồi cây này cũng có một cái bộ đế rất là đẹp cũng như quý vị chị. Bây giờ mình cũng ngắm tổng thể cây. Rồi, hoành ngay vị trí này là 13 ha. 13. Em lo cái bộ cũ đế nè. Bộ cũ là 32, 33 luôn nha. Nổ đế luôn nha quý cô chú anh chị. Cái này mình không thích về mình tán ngang mình chỉnh sửa lại thành bonsai luôn được nha. Quá trời bộ cũ nè. Cái này là em chưa có môi đó nha. Xịt nước á, rồi cái nó ướt rồi nó lòi rễ. Nguyên một khối luôn à. Xương rất là dài nha. Và cây này với cô chú anh chị này, này nó hơi lắc cong, nó cao hơi cong nhẹ nha. Vẫn có đọt chủ à. Những cái này em đã tuyển chọn hết rồi. Có đọt chủ nha. Nó hơi cong nhẹ, hơi lắc nhẹ. Rồi với cô chú anh chị mình có thể thích thẳng á thì mình dùng cái cây mình giống như cây demo của em hồi nãy á.
Rồi cây đỏ nhung. Mã số 11. Em giao lưu với giá là 1,7 triệu luôn ạ. Và tiếp theo là cây vàng mã số 12 ạ. Em xin phép đơn không số. Cao là 130. Ngang là 75. Hoành tại vị trí này là 13,5 đến 13. Rồi cây vàng mã số 12. Em giao lưu với giá là 1,1 triệu ạ. Tiếp theo là cây đỏ nhung mã số 13. Hoành tại vị trí này là 13. Cây này cũng có một cái bộ củ rất là đẹp. Nha, bộ củ nó cuộn cuộn rất là đẹp. Em cho củ đế cho mình xem nha. Củ đế là 32-33 luôn nha quý cô chú. Rồi cây mã số 13. Em giao lưu với giá là 1,500 triệu. Tiếp theo là cây mã số 14, cũng là cây đỏ nhung luôn ạ. Rồi cao là 7, thấp hơn là 73. Thấp hơn của nó là 73. Rồi cái này thì bộ đế thì khỏi chê luôn. Nó cũng giống như là những cây em vừa rồi ha. Bộ đế là rất là khủng ạ. Hoành tại vị trí này là 11.
rồi cái phủ đế cái này thì nó bự hơn những cái này hồi nãy nha. Tổng cụ đế là 53. Đế như để cây mai không nhỉ? Xương dày nha. Và cây mã số 14 em giao lưu với giá là 1.500.000 à. Tiếp theo là cây mã số 15 à. Cây mã số 15 cũng là một cây đỏ nhung luôn nha quý cô chú. Và cây mã số 15 này và cây số 11 là một cặp à. Và em xin phép ra thông số. Cao cũng là tầm 1.5m. Rộng chữ C nha, nếu mà ấy thì mình dựng cho nó thẳng lên. Thấp hơn là 72. Có đọc chủ luôn nha quý cô chú ơi. Nên mình dựng lại. Nếu mình không thích chơi rộng chữ C thì mình dựng lại. Cái này ấy, màu cũ nó cũng là cũ sứ luôn nha. Đây à. Nè, cũ nó nè. Cũ đế điều luôn. 24 giờ luôn. Quá trời đẹp. Quanh tại vị trí là 13. Và cây mã số 15 em giao lưu với giá là 1.500.000 ạ. Cái bông nó rất là đẹp nha quý cô chú. Đặc biệt là cái bông nó to lắm nha. Tại vì bứng nó bị mất sức đó. Và cuối cùng là cây số 16 ạ. Cây số 16 cũng là một cây nhỏ nhung lá bóng luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này thì theo em thì nó rất là có duyên nha. Nó cong nhưng mà nó cong đắt lượng. Ở trên đây nó bẻ cái chi chi đọt chủ qua, nó nhìn rất là đẹp. Rồi xin phép thôi, không sớm. Rồi Thảo Hảo mình cao 160, 150 luôn ạ. Tán ngang là 120. Rồi thoát thân là 70. Vũ đế cũng khiếp luôn nha mấy cô chú ơi. Quanh tại vị trí nó là 12. Rồi cái xương của nó nè. Ui, ui, ui. Quá như chú chị mình nhìn cái xương nó dày. Như là cái ô ha, cái dù á. Rồi có độc chủ luôn nha quý cô chú. Đây à. Độc chủ nó nè. Cái thân nè, một cốt nè, lên độc chủ nằm đây trên lên luôn nha. Mình không thích thì mình vẽ lại. Còn cô chú anh chị là mình thích chơi dáng nó cong như vậy thì mình chỉnh sửa lại nha. Rồi cây mã số 16 thì cuối cùng em giao lưu với giá là 1.600.000 bao ship toàn quốc ạ. Rồi em xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã ủng hộ nhiệt tình ở những clip trước và rất mong quý cô chú anh chị mình ủng hộ nữa. Nếu quý cô chú anh chị mình chốt một cặp thì em sẽ trừ cái tiền phí ship thẳng vào tiền cây cho mình luôn và gửi đến tận nhà cho quý cô chú anh chị nha. Rồi xin được kết thúc clip tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại một clip mới nha.